đoạn gần với Hương An Viên mà mình. Thầy Minh Tuệ đang đi phía sau. Đi cuối cùng. Đây là gần với Hương An Viên mà con. Đi trước đó, bà con cả anh công an đang làm việc các là các lực để giữ gìn trật tự như là xếp hàng cho bà con đứng xem. Ở đây là gần với Hương An Viên, mà chắc là điểm đến sẽ là Hương An Viên. Cái thầy ở phía sau. Dạ dạ dạ, đụng đụng trước á. Nhanh đụng đụng phía trước anh ạ. Đi. Chết thì dám rồi. Lùi đó mà thấy. Cho anh đi qua xem. À, bây giờ là bà con của anh chị đang đi qua cái đoạn đường tránh này là sắp đến với Hương An Viên, mọi người nhắc Hương An Viên gần đây và Hương Hồ. Đây là địa phận của Hương Hồ. Hương Hồ trước đây là thuộc địa phận của thị xã Hương Trà nhưng bây giờ là thuộc thành phố Huế mọi người. Hương An Viên là nằm sau ngọn đồi. Ở sau ngọn đồi bên này này. Hương An Viên. À, bà con của anh chị em chào 266 người đang xem nhé. Quay lui lại phía sau, đoàn thầy Minh Tuệ đi sau này. Đây thầy Minh Tuệ đây mọi người nhá. Đừng lại xem đây.
và ra từng hàng. Anh YouTube, em gửi lại một sư gửi cho em để em phê mới. Giờ là em biết nè, giờ em về mà, chịu hết nổi rồi. Nó mang YouTube quay lên nó sẽ nào lại lên. Qua bên này đi được. Quay nào cho qua. Người thấy rất là căng thẳng. Ngày hôm nay rất là căng thẳng mọi người nhá. Rất là căng mọi người nha, hôm nay rất là căng thẳng luôn. Rất là căng thẳng. Oh,
đầu tiên. Ba ngày đông rồi. Đó, nó lấy sư chân trí nữa nè. Sư Kim Ca. Rồi sư Kim Ca nữa nha, rất là đông mọi người. Chạy mê thì các bạn biết chưa? Rồi anh kia di chuyển theo hết luôn rồi kìa. Kia di chuyển hả? Giữ lại mọi người đứng ngay một chỗ thôi để cho các thầy di chuyển. Đi đi bên kia, ta đi cuối cùng đó. Thầy bên tại đi cuối cùng. Tự do ở trong mọi người. Quá đông. Quá đông. Chỉ cả ngàn người đúng không các bạn? Thầy Vĩnh Tuệ ra luôn rồi kìa cả nhà. Thầy Vĩnh Tuệ ra rồi kìa. Rồi thầy Vĩnh Tuệ ra quý vị ơi. Chúng ta đợi khoảnh khắc của thầy đi ra nha. Chưa thấy thầy Vĩnh Tuệ. Chúng ta vẫn chưa thấy thầy nha. Đây mình nghĩ. Đây mình nghĩ chắc khoảng là hơn 70 sư. Đông rồi nha. À giờ đông luôn. Rồi thầy Vĩnh Tuệ ra. Đẹp mọi người, đây cho mọi người xem này. Trời ơi, người dân em nói mọi người xếp dài một cây số. Nè, những hình ảnh em nói mọi người là tuyệt vời nhất, chắc là chưa có một nơi nào, chưa có một nơi nào mà có hình ảnh đẹp như thế này. Đó, hiện tại thì không thấy sư Thích Tự Do, không thấy sư đâu, vô không đâu rồi. Đó, em cho mọi người xem này. Sư Minh Tuệ thì sẽ đi phía sau. Có những quý Phật tử muốn thường ngày ngồi theo kim chỉ. Hình ảnh quá đẹp. Không có nhận của chú chị. Hình ảnh quá đẹp. Sư Minh Tuệ đi sau mọi người nha. Trời ơi mọi người. Hình ảnh thầy Minh Tuệ này. Đó, đây thầy Minh Tuệ đây. Đi sau mọi người. Đây, sư Minh Tự đây. Minh Tự mới đi theo đoàn 2 ngày nay. Minh Tự vô à? Đó, Minh Tự đây. À, đấy, giờ em sẽ cho mọi người xem Minh Từ nha. Đây, Minh Từ đã đi vào theo một hàng dài rồi mọi người. Rất là mừng. Đây, cho mọi người xem Minh Từ nha. Đó, Minh Từ đó mọi người. Đây, đây Minh Từ đây. Đó, rất là vui. Rất là vui bởi vì hôm nay Minh Từ đã được đi cùng với lại là một đoàn dài tầm hơn 60 người. Rất là vui bởi vì hôm nay Minh Từ đã đi cùng mọi người ơi. Đó, bà con đây mọi theo. Chưa bao giờ một hình ảnh nào mà nó lại như thế này. Chưa một nơi nào làm được một điều này. Đó, bà con đứng hết vào hai bên đường. Cho mọi người xem này. Tiếp tục di chuyển ra mọi người thấy nha. Tay cuối cùng đó là đau thay thay đấy. Đó, sư Minh Tuệ đi phía sau. Quá khủng khiếp. Hình ảnh em nói mọi người là quá khủng khiếp. Quá đông.
đây mọi người. Dừng lại, không cho đi lên đặt đi chân rồi. Dừng lại đi, không cho đi đâu, đừng có đâu. Cho dừng lại, không có đi đâu. Dừng lại đây, cắt đi đây. Đi mắc cắt đi đây. Một hình ảnh em đang phải nói mà. Em phải nói mọi người một hình ảnh là chưa từng gặp mọi người ơi. Đây. Trời ơi mọi người ơi. Quá khủng khiếp, một hình ảnh quá khủng khiếp. Chưa bao giờ một hình ảnh nó lại như thế này. Đây. Trời ơi. Là chưa bao giờ gặp một cảnh như thế này. Đây. Trời ơi mọi người ơi. Trời ơi mọi người ơi. Mọi người ơi, người ra đồng toán loạn. Không thể tưởng tượng là mọi người, người dân có thể đông được một cách như vậy. Quá khủng khiếp. Chính từ cái người mà đang mọi người nghi ngờ thì nó mới có thể làm sáng tỏ được, chứ bây giờ nó cái sự việc đó là càng ngày càng nóng lên nên nó lại càng hiểu sai hiểu lầm mà không có cái bài thanh minh. Thì thanh minh thì thầy không quan trọng đâu, nhưng cộng đồng mạng họ kiểu như họ rất khó chịu. Nên là em cũng muốn làm sao đó để tất cả mọi người cũng hoan hỉ, ví dụ như là nó đúng như nào sai như nào nó phải rõ ràng. Ngày hôm nay là thầy về là do tự thầy về là theo cái vấn đề là hạnh 7 ngày là thầy nói với thầy Minh Tuệ đó. Dạ, vâng. Là hôm nay là thầy sẽ đi về. Vâng. Con cũng báo trước sư phụ một tuần nay rồi. Từ khi con xin được đáp y ấy, con cũng báo là con xin đáp y 7 ngày theo cái bên Nam Tông á. Thì sau 7 ngày thì con cũng xin trả sư phụ con về. Thì tối qua của con là đủ 7 ngày. Yeah. Con có ngồi con chào sư phụ này, thì sư phụ cũng biết từ tối qua rồi. Không có ai đuổi, không có ai có cần đuổi. Vâng. Sư phụ con cũng không đuổi mà các vị kia cũng không cần đuổi. Mà con cũng vậy, con không có cần đuổi ai cả. Yeah. Nhưng mà sư cho em hỏi là nếu như mà sư cứ một lần đi theo thầy Minh Tuệ xong rồi lại về như vậy. Vâng. Thì nó có ảnh hưởng đến cái quá trình mà thầy đi tu theo thầy Minh Tuệ và con đường mà thầy đã chọn hay không? Có ảnh hưởng nhiều chút. Ảnh hưởng nói về đời thì con ảnh hưởng về công việc, con ảnh hưởng về sức khỏe. Không khoan cho em xin, công việc là của sư là gì ạ? Của con ạ. Vâng. Con ạ. Vâng. À ở đời thì con làm về bên mảng thú y ấy. Vâng. Thì nói văn hoa hơn một chút thì con làm bên bác sĩ thú y cho một cái trạm cứu hộ chó mèo. Còn nói theo người dân tâm chút ít thì con đi hất cất chó cất mèo ấy. Như vậy. Chứ còn nếu con đi với mục đích con quay thì các chú đã biết là con nổi từ khi mà thầy ra Thanh Hóa rồi, nhưng mà nhưng mà các chú không biết. Các chú không biết bởi vì con ít đăng. Khi mà sư Kim Cang Hộ Pháp mà nói là cũng như là thầy như vậy thì trục xuất ra khỏi vậy thì cái cảm nghĩ của mình như thế nào? Thì cái này thì con không nghĩ gì á. Không đi cả, bởi vì con là con đi với cả thầy Minh Tuệ. Chứ con không đi với cả thầy Hộ Pháp. Hộ Pháp. Gọi là Kim Cang thầy Hộ Pháp đi. Kim Cang Hộ Pháp con là pháp danh đó anh em đọc. Con đang không nhớ cái pháp danh này. Vâng. Thế như vậy thì cái lời đấy thì sư phụ đuổi con thì con mới nghĩ là con bị đuổi. Chứ còn sư phụ vẫn bảo con là cứ về công việc xong rồi khi nào đi được thì đi, cần quyết định ấy. Và khi mà sư về rồi thì sư sẽ tiếp tục công việc là thú y của mình. Dạ vâng, con thì con vẫn tiếp tục công việc đấy. Nhưng mà công việc đấy của sư là mang lại cái mục đích gì? Là để kiếm thu nhập hay là để làm gì ạ? Thì như chú nói đấy, là nó cũng phải mang lại cái thu nhập cá nhân. Con cũng đi chùa,
con cũng từng quy y. Vâng. Đấy, nếu mà con quy y thì con cũng đã từng là một đệ tử đấy. Vâng. Nhưng mà con cũng từng có cái quãng thời gian ấy là con nghĩ là con sẽ xuất gia ở trong chùa. Vâng. Nhưng mà khi mà con vẫn còn đang đi phụng sự công quả thứ đấy ở chùa thì con thấy là ở bản thân mình cũng không hợp, nên là con lại trở về đời để đến khi mà con đi được cùng sư huynh thì con phát nguyện là con sẽ không đi chùa nữa. Vâng. Con đi nhiều chùa. Vậy là thông tin đó là thông tin chính xác. Cái chính xác hay không thì cũng không biết là nó là chùa nào với cả. Nhưng mà có là được, có. Vâng, vậy ok, phải là có. Và bây giờ thì sư còn có mối liên quan liên hệ nào đó với các chùa hay không, hay là thầy đã từ bỏ tất cả để đi theo thầy Minh Tuệ? Thì dễ như chú con vừa nói chú ấy là con không điện thoại ấy, thì con không có liên lạc gì cả. Và khi mà con đi với sư Minh Tuệ ấy, họ cũng chỉ trích, họ cũng chửi, họ cũng mắng. Họ cũng là ai là người mắng, ai là người chửi ạ? Các huynh đệ. Vâng. Vậy thì làm sao tận sư lại biết các huynh đệ là mắng chửi sư? Thì bởi vì họ chỉ trích sư Minh Tuệ nên là con đi, con mới không ở chùa nữa. Là lúc mà sư ở chùa mà sư đã biết là người ta chỉ trích sư Minh Tuệ rồi. Dạ. Và lúc đó sư mới theo sư Minh Tuệ. Dạ. Vậy thì em lại thấy nó hơi có gì đó lấn cấn ở đây. Bởi vì là nếu như mà sư đã lúc còn ở chùa, là tại sao những cái người thầy, người mà cùng với thầy là ở trong đó mà lại không đồng tình với sư Minh Tuệ? Tại sao thầy lại chọn sư Minh Tuệ để đi theo?